dòng sông, còn em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, còn em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, còn em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời lãng mạn. Tao sẽ là cái nỏ bắn sạc mỏ của mày. Nó quất sao cái mỏ thù lù luôn rồi. Chết cha. Ủa chứ bị gì cơ chứ? Chết chứ dù sao à, tội như vậy còn sao. Thôi đừng đừng có lo, anh sẽ là con quỷ giết tráng sĩ cứu em. Lộn lộn, anh sẽ là tráng sĩ với con quỷ cứu em. Nói chung là mình sẽ hạnh phúc. Anh sẽ lo lắng cho em cuối cuộc đời luôn. Anh sẽ lo cho em, anh sẽ không bao giờ để vợ anh đụng tới móng tay nào hết. Anh sẽ để em lên trên tủ, anh sẽ thắp nhang hàng ngày. Trời, đù em chết hả? Không, nói chung là anh sẽ lo cho em. Anh sẽ lo cho em dữ lắm, em hiểu không? Anh sẽ không cho vợ em làm bất cứ một điều gì cả. Em thích quá, em hạnh phúc quá. Dũng má mới tới vòng. Má mới tới vòng. Má cười á. Uống thuốc trợ tim. Mỗi lần má cười là anh phải uống thuốc trợ tim. Có gì đâu mà mỗi lần nó nghe tôi cười cái nó giật mình hoài vậy. Con má hoài. Ngày xưa má cũng bự con lắm má. Nó đứng trước gương má tự cười, người má quéo lại luôn đó con. Bà ơi, Tấn ơi, lại đây má biểu. Dạ. Lại đây, con lại đây với má. Dạ. Ngồi đây đi con. Thôi má ngồi đi. Thỉnh con ngồi. Rồi má ngồi sao? Dạ. Tu cha ơi, công nhận nha, nãy giờ tao đứng đây tao rình, tao thấy hai tụi bay hạnh phúc. Sao tao vui quá, Tấn với Lan ơi. Dạ. Ngày xưa nghe chưa, má vừa nhìn thấy con đó, trời ơi, má không thể nào má tin con là bồ con Loan được. Tại vì người con ốm nhách, dài sọc, xấu quá, thấy ghê. Nhìn dở dữ lắm. Vậy mà không ngờ từ ngày mà con với con Loan sát lại với nhau, má thấy sao hai tụi con được quá à. Má cảm giác như đời của con Loan là được con che chở rồi. Má mừng quá con ơi. Má hạnh phúc quá con ơi. Má cảm thấy má tràn trề quá. Chồng của con má ơi. Sao tao liệu hoài vậy? Má làm riết rồi người ta nhìn vô người ta đấy. Mẹ vợ cua chàn rể. À, vợ con mẹ nghĩ sao vậy trời? Má có giờ má làm vậy phải không con? Rồi, hôm nay tranh thủ gần đến ngày cưới, má sẵn đây má tài trợ cho hai tụi con trong ngày cưới luôn nghe chưa? Cảm ơn má tài trợ gì? À, má tài trợ cho cuộc điện thoại gọi tới nhà hàng đặt bàn. Không, có 1.800 bạc thôi, khỏi tài trợ má ơi. Cho tụi con nghe, tụi con bây giờ cũng lớn hết rồi, đủ lông đủ cánh hết rồi, hãy tự mà lo đi chứ. Chứ giờ cứ có suốt ngày ỷ y vô má rồi sao được, bay cứ ỷ vô cái tài của má rồi coi không được chút nào à. Trời ơi, công nhận á, hôm nay gió làm sao nói tiếng có tiếng không vậy ta. Má, con nói má nghe nè. Mặc dù á con sắp sửa làm con rể của má nhưng mà con thấy má cũng đâu có tài gì đâu. À, trời ơi, tài sao không tài? Trời ơi, má là má tài dữ lắm. Con phải ở trong nhà này sống lâu với má rồi con mới biết là má tài cái gì, hiểu không? Con con lại má mới được cười. Trời ơi đó, nhắc cái vụ cười này nghe má nhớ nghe chưa? Cái tài của má là gì nè? Ngày xưa ba của con Loan đó vừa thấy má một cái là ổng chết hai lần vì cái tài của má đó con. Vậy hả? Lần thứ nhất ổng vừa đi ngang qua nhà thấy má cười một cái, ổng chết vì tình. Rồi lần thứ hai má đẻ ra con Loan này nè, má mừng quá rồi má cười. Ổng nghe xong ổng cũng chết, mà chết vì bệnh. Thôi má, nay má qua đây làm gì? Thì má sẵn qua đây để
đi đâu má? À, thì đưa. Thôi, con không có đưa đâu. Em đưa má đi giùm đi. Chứ anh đưa má đi bà cười cái anh xỉu giữa đường luôn á. Trời, con đưa má đi ha. À, mà đi đâu? Thì đưa ra cái trại của má đó con. Nhà mình quá trời trại, mình đi trại nào? Thì cái trại cá sấu Hiền Hòa của má đó. Trời ơi, cái trại cá sấu Hiền Hòa mà nó nhìn là nó giật mình à. Con không biết đâu, cái con cá sấu nó hung dữ dữ lắm. Vậy nghe mà má huấn luyện sao nó thành Hiền Hòa. Mà tại vì sao nó Hiền Hòa, má vừa bước ra trại, má đứng má nhìn tụi nó má làm. Rồi nó nghe tiếng cười má nó hiền luôn. Nó hiền riết mà bây giờ hả, thấy mọi người là nó hiền queo à con ơi. Thôi giờ đi được chưa? Đi được rồi. Dạ. Má ra đó má đợi con. Rồi, công nhận á, tụi nó hạnh phúc mà nó giấu tôi hoài, nó không cho tôi coi gì hết trơn à. Ở nhà nha. Ờ. Em đưa má đi cái em về liền ha. Ừ. Mệt là ngủ nha. Nhớ về đó. Ừ. Má đi mà. À đèn đây. Trăng sáng. Dạ, Tân ơi, Tân ở nhà nè. Má đi chút xíu má về nha con. À, má ra má huấn luyện cá sấu rồi lát nữa má về má huấn luyện con. Vậy vậy? Má chồng của con mà sao má cứ sát vô hoài à? Thấy nó dễ thương quá à. Người nó nhìn mong manh dễ dở quá, dễ ghét quá à. Ơi, đây. À quên. Không, tao cứ cười gì hoài nha. Rồi á, không chừng á, rồi á, chưa đến đám cưới mày đai như ông già con Loan là chết luôn à. Bởi vì giờ đó, chắc tao phải cười câm quá. Giống tao rùi vậy không? À, bởi vậy ai có rùi cho tôi. Đi hết nào. Đi đi má ơi. Bà con đây đông trời. Công nhận nghe có bà già vợ hay thiệt á. Bà tính bà vậy á, bà thương con cái ghê luôn á. Ôi, bà đi rồi khỏe quá, hồi nãy ngồi gì muốn rút gân luôn, bây giờ mình phải tập thể dục. Tuấn cơ bắp. Ai? Ai mới gọi tên tôi? Ai mới gọi tên Tuấn cơ bắp? Tên này đã lâu lắm rồi không ai gọi. Tên từ thời còn quá khứ, bây giờ còn cơ không chứ không có bắp. Ai? Tiếng gọi của ai như từ địa ngục vọng về. Trời ơi giá trời, như nằm mơ đi nha. Nằm mơ, nằm mơ, nằm mơ, nằm mơ. Ờ, nằm mơ, ha, nằm mơ thôi. Ở lòng à. Cái này là thiệt rồi, không phải mơ nữa rồi. Hả? Cô là ai? Không nhận ra tôi hả? Ai? Hả? Hồng Bạo Lực. Nghe cái tiếng là biết rồi. Bạo Lực không? Anh đó nha, anh tôi giận anh á. Anh nghĩ sao vậy? Em xách gà từ trên thành phố em xuống đây em thăm anh. Em bước vô cái túp lều tranh này, em biết là một túp lều tranh hai quả tim vàng, nhưng em biết cái trái tim vàng kia không phải là em Tuấn. Chắc chắn nó không phải là cô. Ở đây không có quan linh cô đi về đi. Không, em biết là anh không quan linh em, nhưng em vẫn hoan nghênh anh. Tại vì em yêu anh. Đứng lại. Cô đứng lại, bao nhiêu năm cô vẫn bạo lực. Tôi không chịu nổi cái bạo lực của cô, tôi trốn từ San Sài Gòn tôi về đây. Tại sao vậy? Thôi cô đi về đi. Không. Cô đứng lại. Về. Cô tấn công tôi hoài vậy. Chẳng lẽ anh không còn yêu em sao? Tôi hết yêu cô rồi. Nhưng em vẫn còn yêu anh. Em xin anh, anh chỉ cho em cái tình yêu của anh nhỏ xíu như cái đầu kim ở cái tâm thức trái của anh thôi. Là gì? Là cuốn tim anh à. Bà khùng hả? Bà đưa cái đầu kim bà vô chổng nặng bà chích tim tôi hả? Anh ơi, nhưng mà em vẫn còn yêu anh. Em yêu anh tha thiết tới ngày em yêu anh dữ lắm cô ơi. Tôi không có yêu cô, bây giờ tôi không có muốn cưới vợ gì hết á. Anh nói anh yêu em mà sao đâu nói vậy anh phải nói. Tôi không có yêu cô. Bây giờ
giờ cô đừng có đóng kịch với tôi nữa, cô nín đi. Không, em yêu anh, em lớn tới anh. Không, tôi không có yêu cô. Em yêu anh. Không, trời ơi. Em yêu anh. Ba ơi, ba ơi. Nói không yêu thì thôi, nó cũng lết vô bụi với tôi. Chết à. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại cô. Tại sao? Tại sao bao nhiêu năm nay tới giờ phút này, tới giờ phút này cô đã làm cho tôi mất hai chữ tiếc hạnh. Nhưng mà tại vì em yêu anh. Không, như tôi không yêu cô. Tuấn ơi, em yêu anh sai đắm mà Tuấn ơi. Tôi không yêu cô, cô về đi. Em yêu anh. Cô đừng hành hạ cuộc đời một đứa trai tơ. Khóc nãy giờ có giọt nước mắt nào trơn. Cô về đi. Cũng không ra giọt nước mắt nào trơn, cô kỳ ta. Cô đi đi. Em yêu anh, em không có đi được. Em yêu anh. Em yêu anh. Đừng mà, đừng có làm như vậy. Làm gì trời. Ông cũng ham hố lắm à. Nó nhột từng cơn vậy đó. Tôi không có yêu cô nữa. Anh phải yêu em chứ, tại sao anh nói câu đó. Em yêu anh chân thành mà. Cô đừng có đóng kịch nữa, cô nín đi. Nín. Dậy đi cho nó đỡ mệt. Nãy giờ trà lết quá sản quá mà không được gì hết trơn trời. Bây giờ cô muốn cái gì? Em muốn lấy anh. Tôi lại cô. Bây giờ tôi không muốn cưới vợ nữa. Em muốn lấy anh. Tôi không muốn lấy anh cô. Anh muốn lấy vợ hả? À. Anh nghĩ sao mà anh nói câu đó? Anh từ ở trên thành phố anh lặn lội anh xuống đây nè. Anh lấy chủ một trang trại, con gái của bà chủ trại cá sấu Hiền Hòa. Người ta giàu quá mà. Anh là chuột sa hữu nếp mà làm sao anh chịu lấy tôi? Sao cô biết? Trừ khi đừng có làm, muốn làm tôi biết hết á. Nhưng mà biết tại sao anh xuống đây không? Biết sao? Làm gì? Tại vì còn yêu à. Bà đừng có lết tôi hết cái bụi rơm này tới bụi rơm khác nha bà. Em yêu anh mà Tướng. Mỗi lần chút chứ cũng hào lắm á. Em yêu anh. Tôi không yêu cô. Đi về. Thôi đừng đuổi nữa, mệt quá. Nãy giờ la hét hoài cũng có được miếng gì trơn trụi à. Thôi giờ được rồi. Không có tình thì có tiền đi. Cái gì? Tiền. Tiền đâu ra? Anh đưa tôi tiền thì tôi mới về. Còn bà rảnh quá hả? Tự nhiên tôi đưa bà tiền. Tôi không có tiền. Không có tiền phải không? Đừng thấy túi cà ròn vậy khi dễ nha. Laptop ở trong đây. Trời, nó xài vi tính sách tay nữa chứ. Bắt đầu. Nhìn đi Tuấn. Hả? Trời, cô lấy những cái này ở đâu ra? Những cái này ở đâu ra? Kinh khủng quá. Trời ơi. Ôi! Cô lấy những cái hình này ở đâu ra? Ở trong khách sạn. Trời. Khỏi cần lại làm lại hình ảnh cũ à? Những hành động đó tôi chụp hết rồi. Bây giờ sao? Có tiền không? Tôi không có tiền. Không có tiền hả? Không có tiền thì... Cô muốn bao nhiêu? Tôi sẽ lít con chuột này lên, cả thế giới sẽ nhìn thấy hình ảnh anh à. Giờ tôi muốn 20 ngàn. Đừng. Tôi lại cô đừng đưa lên nét tội nghiệp tôi. Bây giờ cô muốn bao nhiêu tiền? 20 ngàn. Cho cô luôn 50, đi về xe đi. 20 ngàn đô la Mỹ. 20 ngàn đô la Mỹ. 316 chai 4 xị. Tôi đào đâu ra có số tiền to như vậy? Có không? Không có một cắc. Có không? Không. Có không? Không. Phải có chứ sao không có được. Anh mà không có 316 chai 4 xị thì coi đây nè. À, có tiền không? Đánh bại búa không lòi một xu. À, có tiền không? Giết chết cũng không có một cách. Vậy thì coi đi liên tục.
có tiền. Không có tiền phải không? Không có. Thôi được rồi, tôi làm anh quá anh cũng mệt đúng không? Được rồi, bây giờ vậy, ngày mai tôi sẽ cho list con chuột này lên tất cả những tấm hình lõa thể của anh để được lên trên mạng. Sau đó thì sao? Anh là cái người chụp thì nó là bình thường thôi, tại anh là người làm ra cái chuyện này. Nhưng mà cái người đau khổ nhất, cái người trăn trở nhất, cái người khổ sở nhất là ai? Đó là vợ sắp cưới của anh, đó là cô Loan, đúng không? Hàng ngày cô đi chợ, cô xách cái giỏ cô đi tung tăng đi chợ, 800 người đàn bà đằng sau lưng bán thịt bán cá xỉa xói trong mặt. Trời ơi, nhỏ đó, con nhỏ đó vợ của thằng tướng bạo lực đó, thằng tướng cơ bắp đó, thằng đó nó chụp hình. Rồi 80 con người ngồi đằng sau lưng vợ anh á, xói xả xỉa xói trong đầu khổ. Làm sao cô sống được? Thế là cô phải chạy về nhà, cô đứng trước gương của cô cào cấu dung nhan cổ để chi cho cái mặt của quỷ nhan sắc đi, không ai nhìn ra đây là Loan Tuấn cơ bắp nữa, đúng không? Còn chưa đâu, cái người mà ghê gớm nhất là mẹ vợ của anh, chủ một trại cá sấu hiền hòa đó, cả ngàn con vậy đó. Từ ngày mà nhìn thấy những tấm hình lõa thể của anh rồi thì những con cá sấu đó không còn hiền hòa nữa. Mỗi khi mẹ anh bước vô mà những con cá sấu nó sẽ trườn tới, nó sẽ lè lên, nó nhìn thẳng vô mặt mẹ vợ của anh á, xong những con cá sấu nó sẽ con dễ chụp mình. Hiểu chưa? Chưa đâu nghe. Cả cái phường này, cả cái xã này, cả cái nước này, cả cái thế giới này sẽ nhìn thấy hình anh. Nên Cô là đồ đéo cám, cô là đồ sở khanh bị hỏi vô liêm sỉ. Tại sao lúc yêu tôi cô chụp mấy cái hình đó làm gì, giờ cô đòi đưa lên mạng? Thật tình ra tôi không sợ vợ tôi biết, tôi không sợ mẹ vợ tôi biết, và tôi sợ cả thế giới này chết vì oái. Rồi lỡ mấy tiệm hủ tiếu nó thấy nó thích xí quách, nó order, nó mua tôi không có bán được. Bây giờ anh có đưa cho tôi 316 chai 4 xị hay không? Tôi không có tiền. Được rồi, bây giờ không có tiền phải không? Nhưng mà tôi biết ngày mai đúng 11 giờ trước cổng bưu điện có một cái thùng rác, anh phải đứng kế bên cái thùng rác đó đợi tôi. 11 giờ 1 phút nếu tôi không thấy tiền, tôi sẽ cho lít con chuột này lên, cả thế giới sẽ nhìn thấy anh. Đợi đó. Hồng Bảo Lực, hình của tôi á? Hình của cô với tôi chụp chung mà. Tôi xóa. Hồng Bảo Lực, cô là con quỷ.